Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Sáng ngày 8 tháng 1, tại phiên tòa xét xử vụ Việt Á, đại diện viện kiểm sát đã trình bày quan điểm luận tội đối với bị cáo Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế. Quan điểm luận tội của đại diện viện kiểm sát đối với bị cáo Nguyễn Thanh Long cho rằng trong khi nhân dân cả nước đang gồng mình chống dịch bị cáo Nguyễn Thanh Long lại lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp, chỉ đạo tới các cá nhân, cơ quan có thẩm quyền, giúp công ty Việt Á xuyên suốt trong quá trình cấp số đăng ký lưu hành tạm thời, chính thức cho test xét nghiệm trái quy định của pháp luật, biến test xét nghiệm từ sản phẩm thuộc sở hữu nhà nước thành của công ty Việt Á. Bị cáo giúp Việt Á trong việc hiệp thương giá, thanh toán 200.000 test xét nghiệm theo giá đã được công ty Việt Á nâng khống, công khai giá để tạo mặt bằng giá test xét nghiệm. Bị cáo Nguyễn Thanh Long còn giới thiệu với các lãnh đạo tỉnh thành phố để bán thương mại test xét nghiệm COVID-19 những việc làm này đã gây thiệt hại số tiền hơn 1.235 tỷ đồng, trong đó thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 402 tỷ đồng. Quá trình giúp Việt Á, bị cáo Nguyễn Thanh Long đã nhận từ công ty này tổng cộng 2,25 triệu đô la Mỹ, tương đương với hơn 51 tỷ đồng. Theo đại diện Viện Kiểm sát, hành vi của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế là có tổ chức, phạm tội hai lần trở lên và là tiền đề nguyên nhân dẫn đến các sai phạm của cấp dưới. Đại diện Viện Kiểm sát cũng đánh giá, tại tòa và tại cơ quan điều tra, bị cáo Nguyễn Thanh Long đã thành khẩn khai báo tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ bản chất vụ án. Bị cáo cũng có thành tích trong công tác nên đề nghị hội đồng xét xử xem xét. Sau khi hội đồng xét xử công bố số tài sản bị phong tỏa của bị cáo Phan Quốc Việt và tài sản đứng tên người thân của bị cáo này, nhiều người không khỏi kinh ngạc. Trước đó, hội đồng xét xử tiếp tục xét hỏi bị cáo Phan Quốc Việt, tổng giám đốc công ty Việt Á Trước câu hỏi của hội đồng xét xử về việc bị cáo có bao nhiêu tài khoản ngân hàng, sổ tiết kiệm bị phong tỏa, Phan Quốc Việt suy nghĩ rồi trả lời không nhớ. Ngay sau đó, hội đồng xét xử thông báo bị cáo Việt có 3 tài khoản ngân hàng, 55 sổ tiết kiệm với tổng số tiền hơn 320 tỷ đồng hiện đang bị phong tỏa. Đồng thời, cũng phong tỏa 52 sổ tiết kiệm hơn 140 tỷ đồng của mẹ bị cáo Việt và hai sổ tiết kiệm của con bị cáo trị giá khoảng 20 tỷ đồng. Bị cáo Việt cho biết trong thời gian công ty cổ phần công nghệ Việt Á hoạt động, bị cáo đã mượn tiền của mẹ để phát triển. Do đó, một phần số tiền trong các sổ tiết kiệm của mẹ bị cáo là bị cáo trả lại, còn số tiền trong tài khoản của con bị cáo là tiền có từ các hoạt động khác nhau. Hội đồng xét xử tiếp tục hỏi vì sao mẹ bị cáo lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để cho bị cáo vay. Bị cáo Việt trả lời có thể vay từ người thân, bạn bè nhưng không có giấy tờ gì. Để làm rõ về số tiền trong sổ tiết kiệm của mẹ bị cáo Phan Quốc Việt, hội đồng xét xử triệu tập mẹ bị cáo Việt nhưng bà này không có mặt tại phiên tòa. Còn vợ bị cáo Phan Quốc Việt cho biết, sau khi chồng bị bắt, bà được ủy quyền điều hành hoạt động công ty, bản thân bà và công ty sẽ cố gắng khắc phục hậu quả trên tinh thần hết sức có thể. Tiếp đó, hội đồng xét xử yêu cầu những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án nêu mong muốn để xem xét Nội dung bản cáo trạng được công bố tại tòa cho thấy, trong suốt quá trình từ khi chen chân vào đề tài nghiên cứu kit xét nghiệm, đến cấp phép lưu hành và cả đưa các sản phẩm về bán tại các địa phương, bị cáo Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, đã dùng tiền tác động đến các bị can có vị trí, chức vụ, quyền hạn để tạo lợi thế bất hợp pháp cho Việt Á, cáo trạng nêu. Công ty cổ phần công nghệ Việt Á đăng ký kinh doanh lần đầu năm 2007 tại thành phố Hồ Chí Minh, vốn điều lệ là 1.000 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh chính là buôn bán máy móc, phụ tùng, sản xuất hóa chất cơ bản để phục vụ hoạt động kinh doanh. Việt mở và điều hành 15 công ty, một cửa hàng có tên Âu Lạc. Ông chủ Việt Á chủ yếu dùng pháp nhân của các công ty này để làm quân xanh, cung cấp báo giá khi hợp thức hồ sơ đấu thầu các gói mua sắm kit xét nghiệm, sinh phẩm, vật tư tại các địa phương. Đầu năm 2020, Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt cho Học viện Quân y thực hiện đề án nghiên cứu bộ kit xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 với kinh phí gần 19 tỷ đồng trích từ ngân sách nhà nước. Cựu thượng tá Hồ Anh Sơn, khi đó giữ chức phó giám đốc Viện Nghiên cứu Y dược học Quân sự, Học viện Quân y, được giao làm chủ nhiệm đề tài. Bị cáo Trịnh Thanh Hùng, cựu vụ phó của Bộ Khoa học và Công nghệ, bị cáo buộc với động cơ vụ lợi đã yêu cầu ông Sơn đưa công ty Việt Á vào cùng tham gia đề tài sau khi biến kit xét nghiệm từ sản phẩm nghiên cứu thuộc sở hữu nhà nước thành sở hữu của công ty, Phan Quốc Việt giao tổ nghiên cứu tiếp tục phát triển để sản xuất kit xét nghiệm. Phòng sản xuất kit Việt Á được đặt tại khu phố Bình Đường 2, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương, đủ máy móc, thiết bị, nhân viên sản xuất, kiểm tra chất lượng. Sau khi sản xuất thử nghiệm lô hàng 200.000 kit xét nghiệm đầu tiên bán cho Bộ Y tế, Việt bắt đầu chi tiền cho nhiều quan chức để được hỗ trợ cấp số đăng ký lưu hành nhanh nhất sớm đưa vào kinh doanh. Cách thức chung của Việt Á trong hành trình biến đề tài nghiên cứu nhà nước thành của riêng rồi móc ngoặc bán kit xét nghiệm cho các địa phương từ Bắc tới Nam là dùng tiền hoặc rất nhiều tiền chỉ lót tay cho một số quan chức để được giúp đỡ thông thầu, trúng thầu. Chỉ tính riêng khoản hối lộ, Phan Quốc Việt bị cáo buộc đã chi cho các cựu quan chức số tiền lót tay lên tới hơn 106 tỷ đồng. Người đầu tiên được Việt hối lộ là ông Trịnh Thanh Hùng, vì đã có công giúp Việt Á được tham gia đề tài nghiên cứu kit xét nghiệm. Ông Hùng được Phan Quốc Việt hối lộ 350.000 đô la Mỹ, tương đương hơn 8 tỷ đồng. Tiếp đến, để kit xét nghiệm được cấp phép lưu hành, ông chủ Việt Á tìm cách đi cửa sau, chi số tiền lớn hối lộ một số cựu lãnh đạo Bộ Y tế. Trong đó, cựu bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhận 2,25 triệu đô la Mỹ, thư ký Nguyễn Huỳnh nhận 54 tỷ đồng, đưa cho ông Long 50 tỷ và hưởng lợi 4 tỷ. Cụ thể dịp gần Tết Nguyên đán 2021. Ông Long chỉ đạo Huỳnh bảo Việt đưa 1 triệu đô la Mỹ để xử lý công việc. Lần thứ hai, Việt đưa 1 triệu đô la Mỹ cũng do ông Long đề nghị chi phí xử lý công việc. Một lần khác, tại phòng khách quốc tế trụ sở Bộ Y tế, Việt gặp ông Long để bàn về việc sản xuất vaccine phòng dịch COVID-19 và đưa cho cựu bộ trưởng một túi vải màu xanh bên trong đựng 50.000 đô la Mỹ. Còn thư ký Huỳnh, trong một buổi ăn cơm với Việt tại nhà riêng, đã tâm sự mua ô tô sang phải vay ngân hàng nên đã được Việt chỉ đạo cấp phó của mình đưa 2 tỷ đồng để huynh trả tiền vay. Hai vụ trưởng thuộc bộ y tế cũng nhận hối lộ, một người 300.000 đô la Mỹ và một người 100.000 đô la Mỹ. Ông Long bị cáo buộc trực tiếp can thiệp và chỉ đạo cấp dưới tác động để công ty Việt Á được cấp số đăng ký lưu hành, hiệp thương giá, phân bổ và thanh toán tiền kinh xét nghiệm. Thậm chí, cựu bộ trưởng còn đứng ra giới thiệu Việt Á với lãnh đạo một số địa phương để giúp công ty này tiêu thụ kit xét nghiệm. Sau khi kit xét nghiệm Việt Á được Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành tạm thời, Phan Quốc Việt tiếp tục nhờ cựu Bộ trưởng Long, Thư ký Huỳnh, cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Trịnh can thiệp, tác động đến một số lãnh đạo cấp tỉnh của các địa phương để Việt Á được tiêu thụ sản phẩm. Kết quả điều tra xác định Việt Á đã thông thầu tại 21 địa phương để được cung cấp kit xét nghiệm với giá đã nâng khống, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 400 tỷ đồng một trong những địa phương có sai phạm nghiêm trọng liên quan Việt Á là Hải Dương. Năm 2021, địa phương này công bố dịch đợt ba, nhưng thời điểm đó chính quyền đang sử dụng loại kit xét nghiệm có giá dưới 200.000 đồng một kit. Để chiếm lĩnh thị trường kit xét nghiệm Hải Dương, Việt đã nhờ ông Long và Huỳnh tác động đến cựu bí thư tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng. Được bí thư tỉnh ủy đồng ý, ủy ban nhân dân tỉnh và ban chỉ đạo phòng chống dịch ban hành nhiều văn bản có nội dung giao CDC ký hợp đồng với Việt Á. Quá trình được ghi xét nghiệm về bán độc quyền tại Hải Dương, Việt còn thỏa thuận chia 20 đến 30% giá trị ngoài hợp đồng cho giám đốc CDC Phạm Duy Tuyến. Ông Tuyến sau đó đồng ý cho Việt Á cung cấp thiết bị trước rồi làm hồ sơ hợp thức quyết toán sau. Kết quả, năm 2021, Việt Á trúng 4 gói thầu ở Hải Dương, trong đó có hơn 220.000 kit xét nghiệm, gây thiệt hại 73 tỷ đồng. Phan Quốc Việt đã chi hối lộ cho cựu giám đốc CDC tỉnh này đến 27 tỷ đồng tại tỉnh Bắc Giang, ông chủ Việt Á thỏa thuận với cựu giám đốc CDC tỉnh này về việc cung cấp 2.000 kit xét nghiệm để sử dụng trước. Sau khi dùng, CDC Bắc Giang mới hợp thức hóa chứng thư thẩm định để ký thanh toán gói thầu. Tiếp đó, Phan Quốc Việt ủy quyền cho công ty Phan Anh cung cấp kit xét nghiệm cho CDC Bắc Giang cũng theo phương thức cung cấp thiết bị trước, hợp thức hóa hợp đồng sau. Sau mỗi gói thầu, Việt Á sẽ thông qua công ty Phan Anh để chia phần trăm ngoài hợp đồng cho CDC Bắc Giang với tổng số tiền 45 tỷ đồng. Kết quả điều tra xác định, Việt Á đã cung cấp cho CDC Bắc Giang hơn 300.000 kit xét nghiệm và đã được thanh toán 150 tỷ đồng. Giá thực tế chỉ là 143.000 đồng một kit, nhưng Việt Á đã bán với giá 570.000 đồng, nên thiệt hại mà doanh nghiệp này gây ra ở Bắc Giang là 105 tỷ đồng. Tương tự, Việt Á vươn vòi cung cấp kit xét nghiệm tại 19 tỉnh thành khác với thủ đoạn thông thầu, cung cấp thiết bị trước, hợp thức hóa hợp đồng sau. Hành vi này đã gây thiệt hại tài sản nhà nước tại các địa phương như Bình Dương 55 tỷ, Đồng Tháp 79 tỷ, Hà Nội 14 tỷ, Nam Định 14,5 tỷ, Nghệ An 16 tỷ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.